cuộc sống hối hả, đông đúc của đô thị có làm cho anh chị mệt mỏi? Anh chị từng mơ ước một không gian sống rộng rãi, hòa với thiên nhiên để tái tạo năng lượng. Anh chị muốn tìm một nơi để đầu tư an toàn, tích trữ tài sản cho bản thân, gia đình, con cái. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tham quan và trải nghiệm thực tế những khu đất vườn tại Nhân Trạch, vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Nhân Trạch, với tiềm năng phát triển vượt bậc, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh một con sông, là điểm nhấn của vùng Đông Nam Bộ. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến khu đất vườn chỉ 15 km. Với tài chính từ 1,5 tỷ anh chị đã có thể sở hữu ngay 1.000 m2 đất vườn, có ao hồ, có thể trồng cây trái, vườn tược, tự thiết kế cho mình một căn nhà vườn làm nơi nghỉ dưỡng, dã ngoại cuối tuần cùng gia đình, bạn bè. Đây cũng là nơi để ta có thể tái tạo năng lượng, tìm kiếm ý tưởng mới cho quá trình lao động sáng tạo của mình. Là một công ty có thâm niên và uy tín tại Nhân Trạch, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm xứng đáng về sản phẩm, an toàn về quy hoạch, chuẩn về pháp lý và tiềm năng tăng giá trị tài sản cho khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn chọn lựa và đầu tư vào những khu đất vườn tuyệt vời nhất, đồng thời hỗ trợ tài chính linh hoạt để bạn có biến ước mơ của mình thành sự thật. Công ty Địa ốc Thuận Lộc, chuyên đất Nhân Trạch giá rẻ đầu tư. Hotline 0949 475 399 hoặc 0902 94 95 90. Địa ốc Thuận Lộc, đồng hành cùng phát triển.